cái việc mà mọi người có nghĩ mình giả tạo hay không á, thật ra mình không quan tâm, không quan trọng, bởi vì mình anh làm trong nghề cũng khá lâu rồi. Và cái nhiệm vụ của mình không phải là phải đi làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Có thể là mọi người thấy mình giả tạo, nhưng bản thân mình cảm thấy mình làm cái điều đó tốt cho mình, tốt cho đồng đội của mình, tốt cho phần thi của mình thì mình ok. Tại vì á, Quỳnh Anh bơi khá giỏi, nhưng mà cái việc mà lặn xuống dưới thì thật sự là cái hơi của mình nó không được tốt sau khi mà mình có gia đình, mình sinh em bé xong. Và mình cũng là một trong những không phải, nhưng mà một. Diễn viên diễn được mà, cái đó đâu có gì đâu. Thực ra lặn diễn xuống là cái gì? Lặn xuống rồi lên mệt bình thường. Hôm qua thì nhưng mà là... đã rất lâu rồi không bơi, nhưng mà tôi thấy là cái việc lặn ngày hôm qua không gì mệt hết. Ủa nếu như mà không mệt thì sao MC không thử đi? Tại vì cái đó là cái cảm xúc của người ta và rất là khó diễn. Mình là diễn tức viên là thì mình chỉ thích diễn trong phim thôi, diễn cho nhân vật thôi. Còn về bản thân mình thì mình chả thích diễn, tại vì đi đóng phim đã rất mệt rồi, mà ngoài đời thật cũng diễn như vậy nữa thì có cảm chi? Nhận điều đó. Quỳnh Anh có thừa nhận là Quỳnh Anh có một chút xíu, gọi là một chút xíu kinh nghiệm về cái việc mà ở trên không. Zip line. Không phải, tại vì trước đó anh có quay một bộ phim mà anh phải bay ở trên trời. Cho nên là mình cũng có biết được cái cảm giác đó. Nhưng mà cái cảm giác mà làm cho mình sợ không phải là cảm giác bay đó, bay trên không đó. Mà cái cảm giác mà mình khi mà mình cầm vào đây và mình tự thả cái người mình xuống trên không trung như vậy rất là sợ. Nếu mà một diễn viên ở đó có thể là sợ hãi rồi là diễn bằng ánh mắt rồi nọ, nhưng mà lên trên đó, khi mà ở dưới đây thật chưa chuẩn bị xong và host kêu Quỳnh Anh là phải vào trong nghỉ một chút xíu, thì Quỳnh Anh chỉ đứng ôm vào cái cây trụ sắt đó và Quỳnh Anh nhắm mắt lại, anh chả diễn gì, chỉ là đang cố gắng lấy lại bình tĩnh và cố gắng hết mình thôi. Nghe nhận xét là bạn nói là tôi có những cái mâu thuẫn riêng với bạn, nên là tôi thường hay chặn những cái phát biểu cũng như là không cho bạn thể hiện nhiều. Có những lúc tôi hỏi luôn, nhưng mà host của chương trình lại kêu là im đi, bớt nói lại cho nó sang. Có nói không? Có bình thường, tại vì tôi thấy là những cái thực sự mà nói thì nếu là thì một người làm chương trình nhiều, tại vì khi mà người ta chuẩn bị bước vào một cái chuỗi như vậy thì tính thời gian nữa, mình trước cái cuộc thi, trước khi mà mình bước vào cái thử thách đó, mình càng hiểu biết rõ ràng về cái cuộc, về cái thử thách đó thì mình càng tiết kiệm được thời gian. Thì tôi có những thắc mắc tôi hỏi thì lại mới vừa mở miệng ra thôi là không được nói. My thì thật ra Danh My cũng là một cô bé rất là dễ thương, nhưng mà trong cái cuộc chơi thì em bị thiếu cái sự quyết đoán và cái sự gọi là một cái sự mạnh mẽ. Tuy nhiên là em rất là có cố gắng. Và nhưng mà đồng đội của My thì hiện tại đang gặp chấn thương rất là lớn, kể cả đi lại một mình vẫn chưa vững được, vẫn chưa được. Cho nên là nếu như ngày mai vẫn tiếp tục giữ đồng đội nam ở lại không thay thế người thì chắc chắn là đội của Danh My tôi nghĩ là sẽ là đội ra về nhưng trước. Mà cái... thì ngay trong lúc đó tôi nhớ nhà, tôi nhớ con. Tiếp đi. Cho nên là tôi cảm thấy là tại sao tôi lại phải tốn thời gian ở đây để mà làm những cái nhiệm vụ này, trong khi con của tôi ở nhà thì không có người chăm sóc nhiều, không có chu đáo bằng mình. Mình cũng không biết là con đang làm gì, cũng không có điện thoại để mà gọi về được. Cho nên là cảm thấy là mình bị tốn thời gian. Bài không phải tại vì anh cũng đi quay cả ngày, anh cũng đi quay cả ngày, chỉ có tối anh mới về ngủ thôi, có những bữa thì okay. Tức là bạn tin vào bản thân mình hơn đúng không? Tất nhiên. Trước khi tôi nói này thì không biết là anh có thể hứa với tôi là khi mà anh về nhà thì sẽ chăm sóc con cực kỳ chu đáo. Chúng ta không nói chuyện riêng nữa, chúng ta nói chuyện chung. Tại vì đó là một cái vướng mắc của tôi. Rồi, hứa. Thì nếu mà tôi không vướng bận gì ở nhà thì tôi sẽ cố gắng quyết tâm cùng với đồng đội của mình. Tôi cũng muốn dành giải thưởng cao nhất của chương trình, bởi vì tôi đã hy sinh cũng khá nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ thì cũng giống như Thập, tại vì đây là cuộc chơi, mình phải biết phân định rõ ràng đâu là lúc mình chơi và đâu là lúc mình bình thường. Cho nên là khi chơi thì tôi lúc nào cũng vậy, khi chơi tôi cũng muốn thắng những đội khác. Chắc chắn tôi muốn thắng những đội khác. Nhưng mà khi về phòng rồi thì vẫn có thể nói chuyện bình thường được, tại vì lúc đó thì đã hết thử thách của chương trình rồi. Cặp thi đấu thứ tư, Trương Quỳnh Anh và Bá Thập. 3, 2, 1, bắt đầu!
dây trước mà. Là em lấy dây mà anh. Chân chân bên kia em ơi. Tay từ 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 từ. Nhanh. Rồi cột. Ok, cố lên em. Cố lên. Tốt lắm, cứ thế thôi, bình tĩnh. Để giữ sức cho phần thi tiếp theo nữa. Khỏi đi Quỳnh Nha nha. Thả lớp, thả lớp. Anh làm đi, anh cứ làm đi. Cứ thả ra, anh sẽ làm hơn. Cố lên nha, chậm hơn. Phút 24 giây. Đây. Không, mọi người. Bây giờ hiện giờ là bạn Hoàng Sơn đã bị thương, thì bạn nam nào có thể hỗ trợ cho cặp Danh My và Hoàng Sơn? Em ạ. Ôi anh mới vừa thi xong mà. Em không đồng ý. Ngồi xuống đi. Cho dù cái quyết định này của anh có làm cho anh Thập giận hay buồn hay là bất cứ việc gì đi nữa, thì anh vẫn không cho anh Thập làm ở những phần thi khác. Khi đồng đội của các bạn bị chấn thương thì cũng đã có những hỗ trợ của chương trình rồi. Chương trình thấy bạn Oanh sợ nước. Đã từng bị tai nạn dưới nước khi còn bé nên Phương Oanh rất sợ môi trường nước sâu. Vì thế cô không thể khắc phục tâm lý bình tĩnh khi ở dưới nước. Chương trình thấy bạn Oanh sợ nước cho nên đổi lại bạn Oanh là người được cứu và Lập là người cứu, thì cái đó đã là một bất lợi cho tất cả các đội khác rồi. Thưa quý vị, vì lý do sức khỏe nên tôi xin phép không tham gia thử thách này ạ. Ban luyện chúng tôi đồng ý giải quyết trường hợp này cho đồng chí đổi người cứu. Mình muốn đi được dài thì mình phải biết giữ sức cho đội của mình. Và bây giờ tôi đang cố gắng bảo toàn sức khỏe cho đồng đội của tôi, bởi vì chúng tôi muốn đi đến đích cuối cùng. Rồi, Quỳnh Anh không đồng ý, không được hỗ trợ. Còn hai bạn nam còn lại. Dũng, anh đi được không? Anh đi được không? Em sẽ giúp leo thang dây.